Thưa quý vị, Phượng Phe bây giờ đang thoi thóp cầm hơi để sống qua ngày. Tuy nhiên, mẹ con nhà nó thì vẫn giữ cái tiêu chí, con thở là con gỡ, vẫn sử dụng cái nick ảo đi rải thông tin Hồng Loan là con nuôi không hợp pháp, vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu rút đơn tranh giành tài sản với Hồng Loan. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì, đến ngày thẩm phán gõ búa cái bon, sáu bào thua kiện nộp án phí thẩm định tài sản, thì đến lúc đó đội quần giữa thanh thiên bạch nhật có ngất xỉu thì cộng đồng mạng cũng đỡ dậy đội quần giùm cho mẹ con sáu bào. Đến ngày vụ án hình sự được cơ quan chức năng truy tố, dẫn giải mẹ con của Phượng Ve ra đứng trước cái vành móng ngựa, trở thành hai công dân đầu tiên trở thành tội phạm vì cái tội tiền phúng điếu đám ma, nhận 20 năm tù thì đừng có hỏi tại sao nước biển lại mặn, máu lại tanh. Hồng Loan tại sao lại tuyệt tình với mão mũ nhà Ve ở dưới đáy, ngôi được lên trên bờ thì còn sống được, chứ lên voi xuống chó thì khó sống lắm phải không Ve? Nhờ danh tiếng của cậu Năm gần 40 năm qua, tuy không thể nào trở thành công chúa, thành phượng hoàng, nhưng mà Phượng Ve cũng trở thành một con thiên nga, ăn sung mặc sướng, từ một con thiên nga trắng trẻo, nay biến thành một con vịt sim đen nhẽm bê từng tô bún bò, giang nắng dầm mưa đi giao hàng trên chiếc xe máy. Ve nhục, Ve hận, Ve ghét Hồng Loan vì Loan mà ả lâm vào bước đường cùng này. Nhưng Ve lại càng hận, càng thù cậu Năm Vũ Linh, hận cái sự sáng suốt và nhìn xa trông rộng của cậu nó. Nó hận cậu nó vì cái vụ gì chút miệng. Nó hận cậu nó cứ nhắc đi nhắc lại trong các clip con họ dì Phượng, con họ Lê không phải họ võ của cậu. Nó hận cậu tại sao lại nói mẹ ruột của nó bào cậu cả cuộc đời. Nó hận cậu sao lại kể những đêm mất ngủ, đau lòng rơi nước mắt vì mất căn nhà từ đường 1.000 cây vàng. Và điều nó hận cậu nhất chính là lời hứa cho tiền mua xe, mua nhà mà lại âm thầm giao toàn bộ hồ sơ pháp lý cho Hồng Loan. Phượng Ve, nó hận cậu Phủ Linh vì con ả không biết được vị trí của bản thân ở cái tầm nào trong gia tộc của họ võ. Trước giờ nó cứ ảo tưởng nó là đứa cháu được cậu cưng chiều yêu thương nhất vì theo nghiệp của cậu, nhưng nó quên cậu của nó là người coi trọng hương khói tổ tiên họ võ. Nếu không có Hồng Loan thì cũng không bao giờ đến lượt của nó, bởi nó họ Lê không phải là họ võ. Nó đã đắm chìm quá sâu vào giấc mộng kiếm tiền nên khi bị la dậy nó đã không can tâm. Chính vì toàn ảo tưởng, toàn mơ mộng ở trên mây nên khi bị đời thật vả cái bóp vào má, nó đã sinh ra lòng oán hận. Câu chuyện tội ác của một lời hứa mà Ve đăng tải trên Facebook chính là giọt nước tràn ly cho lòng hận thù của nó dành cho cậu. Chứng kiến sự sa ngã của Phượng Ve, những đồng nghiệp của chủ Phụ Linh, bản thân họ cũng vô cùng đau lòng, không nghĩ đến một ngày cháu của đồng nghiệp mình phải lâm vào cái cảnh khốn cùng vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức như vậy. Vì thương người đã nằm xuống, không nỡ đụng chạm đến cháu, đến em của đồng nghiệp, nhưng cũng không thể nào chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ, biết mà không lên tiếng. Đồng nghiệp của ông Hoàng đã chọn cách là tường thuật lại câu chuyện trong quá khứ, gián tiếp để khán giả nhìn ra chân tướng sự thật mà không làm tổn thương, buồn lòng ai. Nghệ sĩ Ngân Tấn đã lấy đi nước mắt của hàng ngàn khán giả hâm mộ ông Hoàng cải lương bằng ca khúc Lời Di Nguyện của cha. Mới đây đã kể lại một câu chuyện, ông đã mắt thấy tai nghe, gián tiếp khẳng định Hồng Loan là con ruột của Vũ Linh. Ông kể, trong đoạn hát, khi có một cặp nghệ sĩ quen nhau, nhưng người phụ nữ này tỉnh tình hay ghen tuông với một cô đào ở trong cùng một đoàn hát. Trong một lần, anh Vũ Linh dắt Hồng Loan cùng đi diễn, buổi biểu diễn ngày hôm đó cũng có cặp nghệ sĩ và cô đào kia. Ở phía sau hậu trường, người phụ nữ đã nảy sinh sự ghen tuông, lấy cát ném vào phía của cô đào, nhưng xui rủi ném vào mặt của Hồng Loan. Nghệ sĩ Ngân Tấn đã mô tả chi tiết phản ứng của chú Vũ Linh lúc đó. Đây là minh chứng, Hồng Loan đích thực là giọt máu của ông Hoàng. Nam nghệ sĩ cho biết, chú Vũ Linh là người lành tính, hiền hòa, nhưng đó là lần đầu tiên ông nổi giận, đùng đùng chửi tục với một người phụ nữ. Ông còn nói lời cảnh báo, mắt còn tao mà bị gì thì mày chết với tao. Nghệ sĩ Ngân Tuấn không khẳng định Phủ Linh Hồng Loan là cha con nuôi hay cha con ruột, nhưng câu chuyện mà ông kể lại đã đủ để chứng minh dòng máu đang chảy trong người của Hồng Loan là của chú Phủ Linh. Chỉ có cha mà phải là cha thương con phù bờ bến thì mới sù lông để ôm ấp để bảo vệ con gái của mình như vậy. Trong livestream mới đây, nghệ sĩ Lê Tính cũng đã chia sẻ. Nghệ sĩ Phượng Mai đã kể lại rằng lúc sinh thời, chú Phú Linh cũng đã nói với cô Phượng Mai, con gái của anh tên là Hồng Loan. Lại thêm một người thật, một người nghệ sĩ lên tiếng khẳng định ý chí của chú là Hồng Loan đích thị là con gái của chú Phú Linh. Lời nói của một người thật
của những người nghệ sĩ có tiếng tăm trong lĩnh vực cải lương, những người đã từng đứng chung trên sân khấu, cùng đi lưu diễn, cùng ăn ngủ với chú suốt chặng đường dài nghệ thuật. Chắc chắn nó có trọng lượng, giá trị hơn là những câu viết sai lỗi chính tả, ngữ pháp của cái bọn Hồn Ma Bổng Quế, Vong Hồn Lương Văn Bình, Cô Ba Canada hay của soạn giả vô danh Tiền Áo, của người đàn ông bần hèn sẵn sinh ra. Những câu chuyện trong quá khứ được nghệ sĩ Ngân Tuấn, Phượng Mai chia sẻ đã trở thành liều thuốc tinh thần, xoa dịu tâm hồn cho Hồng Loan, giúp cô được an ủi khi phải đối chọi với những câu từ đau lòng như còn tù hủ, còn nuôi, còn lợm. Và đến khi này, đến khi tác cạn nước biển Đông thì Hồng Loan mới hiểu được tấm lòng của cha Vũ Linh. Còn đối với cái bọn kền kền, lời nói chia sẻ của chú Ngân Tuấn, Phượng Mai càng khiến chúng phải thua thảm bại về mặt truyền thông. Còn về mặt pháp luật, trong trường hợp cần thiết, cần nhân chứng để chứng minh ý chí của chú Vũ Linh xem Hồng Loan là con, thì Ngân Tuấn, Phượng Mai cũng sẽ là những cá nhân gây bất lợi cho chúng tại tòa. Chia sẻ của các nghệ sĩ cũng có khả năng sẽ được luật sư Ngọc cập nhật để củng cố hồ sơ gửi lên tòa án. Một nghệ sĩ kể, Vũ Linh khẳng định Loan là con thì còn có thể nghi ngờ, nhưng nhiều nghệ sĩ cùng chia sẻ câu chuyện lúc sinh thời của nghệ sĩ đã khẳng định Loan là con của chú Vũ Linh thì chẳng còn gì khiến chúng ta phải lăn tăn thêm nữa.